Kinh Độ Nhất Thiết Chư Phật Cảnh Giới Trí Nghiêm Tam Tạng Tăng Già Bà La Người Sư Phụ Nam Dịch Vào Đời Lương. Tôi nghĩ như vậy. Một thời Đức Phật ở thành Vương Xá, núi Kỳ Sa Quật, trên đỉnh cung điện Pháp Giới, cùng chúng đại tỳ kheo 25.000 người, đều là bậc A-la-hán, các lậu đã hết, không còn phiền não, tâm thiện giải thoát, huệ thiện giải thoát, địa phục các căn Mahanaya, chỗ làm đã xong, có thể làm đã xong, vứt bỏ gánh nặng đã được tự nghĩa, hữu gốc đã hết, tâm được tự tại, tên gọi là A Nhã Kiều Trần Như, vân vân, và tám đại thanh văn. Lại có 72 ức vô số đại Bồ Tát. Từ các vị kia là Bồ Tát Văn Thù Xứ Lợi, Bồ Tát Hạnh Cát, Bồ Tát Phật Cát, Bồ Tát Diệu Phương, Đại Bồ Tát Thường Khởi, vân vân. Có thể chuyển bánh xe chánh pháp không lùi, khéo nói không so sánh, bảo đỉnh Tu Đa La, vân vân. Trú pháp phân địa, trí huệ như núi Tu Di, thường tu hành không vô tướng, vô tác, vô sanh, vô thể, thâm pháp quang minh, công đức viên mãn, hoa nghi đầy đủ, vô số nơi giờ tha thế giới Như Lai đã bày, có thần thông lớn trú vô thánh tướng. Lúc bấy giờ Thế Tôn có suy nghĩ như thế này: chư Bồ Tát Ma Tát từ hàng hà xa đẳng thế giới mà đến đây, ta sẽ bị họ thuyết pháp khiến được lực lớn, sẽ hiện thần thông tướng phóng ánh sáng lớn, thì các Bồ Tát sẽ hỏi ta vậy. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn phóng ánh sáng lớn, chiếu khắp mười phương vô lượng 3.000 đại thiên vi trần thế giới không thể nghĩ bàn. Lúc bấy giờ mười phương, mỗi phương mười Phật thế giới, có ngàn vạn ức na do tha vi trần đẳng chư Bồ Tát, đều từ thế mình nương thần thông vô lượng không thể nghĩ bàn mà là nhóm họp nơi đây, là đem đầy đủ các thứ cúng dường Như Lai chẳng thể nghĩ bàn, tùy ý tạo ra tòa hoa sen, ngồi ở trước Phật chiêm ngưỡng Thế Tôn mắt không tạm rời. Lúc ấy từ trên cung điện Pháp Giới giờ lên tòa đại bảo Liên Hoa Sư Tử Hạ Tạng, dài động vô lượng ức do tuần vô lượng quang minh Na Mani Châu tạo thành, điện Đăng Mani Châu làm giao lạc, bất hệ tư nghị lực Mani Châu làm cần câu, dùng vô thí dụ Mani Châu ngọc kết làm bà con, các thí dụ Mani Châu để trang nghiêm, giới lực từ tại vương Mani Châu làm lọng, dùng Mani báu xen lẫn bổ sung treo các loại cờ phướng, đại Mani Châu kia bao quanh phát ra mười thứ ánh sáng vô lượng ức na do tha chiếu khắp mười phương thế giới. Lúc bấy giờ trăm ngàn vạn ức na do tha vi trần số trời đồng dạ xoa cả tất bà Atula Kalola Khẩn Na La Ma Hầu La Già Thích Phạm Tứ Thiên Vương, từ mười phương mười Phật thế giới đến nhóm họp ở đây, là có chư thiên nương cung điện bảo đảnh, vô số thiên nữ không thể nghĩ được, làm trong ngàn vạn ức na do tha kỹ nhạc cùng đến họp đây, là có chư thiên nương cung điện bảo hoa, rồng báu chiên đàn, cung điện thần châu, cung điện chân châu, cung điện bảo y, cung điện kim quang minh mani châu, cung điện diêm phù đà kim, cung điện vô lượng quang minh mani châu, cung điện vương mani châu, cung điện như ý mani châu, gia trùm cung điện đế thích mani châu, biển lớn chứa các thứ báu thanh tịnh trang nghiêm, chiếu ánh sáng cung điện đại mani châu ý đảnh, cùng vô số thiên nữ ngàn vạn ức na do tha không thể nghĩ bàn, làm các kỹ nhạc mà đến nhóm họp ở đây, hoặc dùng vô số đồ dùng không thể nghĩ bàn cúng dường ở Phật, cúng dường Phật rồi đời tùy ý ngồi chiêm ngưỡng Thế Tôn mắt không tạm rời. Lúc đó tam thiên đại thiên thế giới đều làm cỏ diêm phù đề bằng sắc vàng, dùng các thứ ngọc mani làm cây, như cây thiên hoa, như cây bảo y, cây long bảo, chiên đàn đề trang nghiêm, mặt trời mặt trăng, đèn điện, vân vân. Ngọc châu mani dùng làm giao lạc với khắp thế giới, treo các thứ cờ, vô số thiên nữ ngày vạn ước nơi gia the đem các thứ anh lạc, các thứ hoa báu. Lúc bấy giờ từ đại bảo Liên Hoa Sư Tử tòa phát ra lời kệ này: các ông hãy ngồi yên, ta sẽ nói chân thật. Như vương sư tử tòa Như Lai tạo công đức, ta ngày nay nguyện mạng cúng dường đấng lượng túc Thế Tôn, nay sẽ ngồi tòa hoa sen bảy báu, sẽ phóng ánh sáng lớn soi ta và tất cả, nói diệu pháp vô thượng lợi ích các trời người. Chúng sanh nghe pháp ấy sẽ ngồi sư tử tòa,
ánh sáng lớn như thế từ thân Như Lai ra, chiếu vô lượng thế giới. Khi tất cả vui mừng đã sơ cõi thiên trung, nay sẽ thâu nhận ta từ xưa ở chỗ này đã gặp tam ức Phật. Nay cuối sinh Thế Tôn quyết thương xót thâu nhận. Lúc bấy giờ Thế Tôn thì toàn quang minh đứng dậy, ngồi trên bảo liên hoa tạng sư tử tòa, ngồi kiết già quan sát chư chúng Bồ Tát đều là nhóm họp. Vì phát khởi cho các Bồ Tát nên sẽ nói pháp không. Lúc bấy giờ các Bồ Tát suy nghĩ như thế này: đây là Bồ Tát đồng tử và tôi xin lỗi sẽ hỏi Như Lai không sanh không diệt. Chúng ta từ xa xưa đến nay chưa từng nghe pháp này. Lúc ấy dân thù đã biết Như Lai muốn nói pháp tướng và tâm suy nghĩ, các Bồ Tát liền bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, pháp không sanh không diệt ấy tướng của nó như thế nào? Vâng, tôi xin lỗi nói lời kệ này: không sanh không diệt làm sao biết được? Đại Mâu Ni Tôn sẽ nói thí dụ, các đại chúng đây đều đến đông đủ, ưa nghe nghĩa này xin Phật dạy nói. Này các Bồ Tát, chư Phật chỗ khiến cũng đều ưa nghe pháp tướng vi diệu. Phật bảo văn thù xin lỗi: lành thay, lành thay, nay chỗ ông hỏi có thể làm lợi ích cho tất cả thế gian khi các Bồ Tát được làm Phật sự. Văn thù xin lỗi: ông sẽ lắng nghe chớ sanh nghi ngờ sợ hãi. Văn thù xin lỗi: không sinh không diệt tức là Như Lai. Văn thù xin lỗi: thế như đại địa lưu ly tạo thành để thích cung điện tỳ xà diên, cái thứ này đủ ảnh hiện trong đó. Người diêm phù đề thấy đất lưu ly, các cạnh cung điện chắp tay cúng dường đốt hương trải hoa, nguyện mình sẽ được sanh cung điện như thế, sẽ dạo chơi như đế thích, vân vân. Các chúng sanh kia không biết đất này là ẩn che cung điện, mới bố thí trì giới tu các công đức là được quả báo cung điện như vậy. Văn thù xin lỗi: như cung điện này thật không sanh diệt, do đất sạch nên ảnh hiện trong đó, ảnh cung điện kia cũng có cũng không sanh không diệt. Văn thù xin lỗi: chúng sanh thấy Phật cũng là như thế, như tâm kia tịnh nên thấy thân Phật vô vi, không sanh không khởi, chẳng hết chẳng mất, phi sắc chẳng phi sắc, không thể thấy chẳng không thể thấy, phi thế gian chẳng phi thế gian, phi tâm chẳng phi tâm. Do tâm chúng sanh thanh tịnh nên thấy thân Như Lai đốt hương rải hoa các thứ cúng dường, nguyện sẽ được sắc thân như vậy, bố thí trì giới làm các công đức là muốn độ thân vi diệu Như Lai vậy. Như vậy văn thù sẽ lợi, thần lực Như Lai xuất hiện thế gian khiến các chúng sanh được lợi ích lớn, như ảnh như tượng tuệ chúng sanh thấy. Lúc bây giờ Thế Tôn nói lời kệ này: Như Lai thường trú, không sanh không diệt, phi tâm phi sắc, chẳng có chẳng không, như đất lưu ly thì ảnh cung điện, ảnh đây chẳng có cũng lại không có. Chúng sanh tâm tịnh thấy thân Như Lai chẳng có chẳng không cũng lại như thế. Văn thù sẽ lời: như mặt trời mới mọc chiếu núi cao trước, thứ đến núi vừa sau cùng chiếu dưới đất, Như Lai cũng lại như thế, chẳng tâm ý thức, không tướng lìa tướng, đoạn tất cả tướng, chả nắm trước bỉ, chả nắm trước thử, không trú bờ này, chẳng trú bờ kia, chẳng trú giữa dòng, không thể suy nghĩ, chẳng suy nghĩ đến, chẳng cao, chẳng thấp, không trói buộc, không giải thoát, chẳng có trí, chẳng không trí, chẳng phiền não, chẳng không phiền não, không chân thật, không hư dối, không trí, chẳng không trí. Không thể nghĩ bàn, chẳng không thể nghĩ bàn, chẳng hành, chẳng không hành, chẳng niệm, chẳng không niệm, không tâm, chẳng không tâm, không ý, chẳng không ý, không danh, chẳng không danh, không sắc, chẳng không sắc, không thủ, chẳng không thủ, không nói, chẳng không nói, không thể nói, chẳng không thể nói, không thể thấy, chẳng không thể thấy, không đạo sư, chẳng không đạo sư, không được quả, chẳng không được quả. Như vậy văn thù sẽ lợi: ánh sáng tuệ nhật của Như Lai chiếu ở ba cõi, trước hết chiếu đến Bồ Tát như chiếu núi cao, thứ đến chiếu cho duyên giác thanh văn mọi người,
sau đó chiếu kẻ có thiện căn và cho đến chúng sanh tà đảnh. Phần thù sẽ lại vì tăng trưởng thiện pháp, vì khởi nhân duyên vị lai, như lai bình đẳng, không thượng trung hạ, tâm thường hành xả. Phần thù sẽ lại, như lai không có tư duy này, chúng sanh này đây, ta vì họ mà nói pháp thắng pháp. Chúng sanh như thế nói bất thắng pháp, cũng không có suy nghĩ đó. Ý lớn chúng sanh đây, ý trung chúng sanh đây, ý nhỏ chúng sanh đây, quy với thiện pháp đây, quy với ác pháp đây, người chánh định này, người tại định này, thì trí của Như Lai chiếu sáng không phân biệt như vậy, đã đoạn tất cả tưởng phân biệt. Do chúng sanh có các thiện căn nên trí tuệ Như Lai mới có nhiều chủng loại. Vân thù sẽ loại như trong biển lớn có ngọc mani, gọi là mãn nhất thiết chúng sanh sở nguyện. An trí tràn thượng tùy ý chúng sanh sở tu. Ngọc mani kia không tâm ý thức, Như Lai không tâm ý thức. Cũng là như vậy, không thể suy lượng, không thể đến, không thể được, không thể nói. Từ lo lắng từ của mình, không thật, không hư, chẳng thường, chẳng không thường. Không ánh sáng, chẳng không ánh sáng. Không thế gian, chẳng không thế gian. Không giác, không quán, không sanh, không diệt, không thể nghĩ bàn, vô tâm, vô thể. Chẳng động, chẳng hành, vô lượng, vô biên. Không thể nói, không ngôn ngữ, không vui, chẳng không vui, vô số, lìa số. Chẳng đi chẳng đến, không chỗ đi đoạn tuyệt các thú, không thể thấy, không thể chấp, không tính toán so sánh. Phi không chẳng bất không, không hòa hiệp chẳng không hòa hiệp, không thể nghĩ bàn, không thể giác tri, chẳng uế chẳng tịnh, chẳng danh chẳng sắc, chẳng nghiệp chẳng quả, chẳng quá khứ chẳng vị lai chẳng hiện tại, không sở hữu, không thanh, không tướng, để tất cả tướng, không trong, không ngoài, cũng không chạm giữa. Như thế văn thù sẽ lại, Như Lai thanh tịnh, trú tràn đầy từ bi, từ chỗ ưa muốn chúng sanh, và hiện ra các thân, nói nhiều thuyết pháp. Văn thù sẽ lại, như nhân nơi tiếng mà bên ra âm hưởng, chẳng trong, chẳng ngoài, cũng chẳng ở giữa, không sanh, không diệt, không đoạn, không thường. Văn thù sẽ lại, Như Lai cũng là như thế, chẳng trong chẳng ngoài cũng chẳng ở giữa, không sanh không diệt, chẳng danh chẳng tướng, từ các chúng sanh thể hiện các thứ. Văn thù sẽ lợi, như các cỏ cây nương vào đất mà sanh trưởng, đất bằng phẳng kia liệt các phân biệt. Như vậy tất cả chúng sanh thiện căn nương vào Như Lai tăng trưởng thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa, cho đến phái khỏa hình ni kiền tử vân vân, tất cả ngoại đạo thiện căn cũng được Như Lai tăng trưởng. Như Lai bình đẳng không có phân biệt cũng là như thế. Văn thù sẽ lợi, như hư không bằng phẳng, không có cao vừa và thấp, Như Lai bình đẳng cũng là như thế. Chúng sanh tự thể có thấp vừa và cao, văn thù sẽ lợi, Như Lai chẳng nghĩ như thế. Chúng sanh này đây ý tưởng hiệp hội sẽ hiện thân nhỏ, ý trung và thượng tiện thân vừa lớn. Chúng sanh này ý tưởng hiền hệ sẽ nói tiểu thừa, chúng sanh này ý trung thì nói duyên giác thanh văn thừa, chúng sanh này ý thượng thì nói đại thừa. Văn thù sẽ lại, Như Lai không có ý như thế. Chúng sanh này ưa bố thí, ta sẽ nói bố thí, trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ cũng là như thế. Vì sao vậy? Như Lai pháp thân bình đẳng, lìa tâm ý thức không phân biệt vậy. Văn thù sẽ lại, tất cả các pháp thể đều bình đẳng, bình đẳng không nên nơi không trú, không trú nên không động, không động nên chẳng nương, chẳng nương nên không chỗ, không chỗ nên không sanh, không sanh nên không diệt. Nếu có thể thấy như thế, ấy tâm không điên đảo, không điên đảo nên như thật, như thật nên không sở hành, không chỗ hành nên không đến, không đến nên không đi, không đi nên như như, như như nên tùy pháp tánh. Tùy pháp tánh nên không động, nếu tùy pháp tánh không động, tức là được pháp tánh, là không hư vọng. Vì sao vậy? Đã đắc đạo vậy. Nếu đắc đạo rồi, thì không trú tất cả pháp, chẳng trú tất cả pháp, nên không sanh, không diệt, không danh, không tướng. Vân thù sẽ loại, nếu chúng sanh đắm trước tất cả pháp, thời khởi phiền não, khởi phiền não nên không được bồ đề.
Vân Thù xin lỗi Bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, làm thế nào được Bồ Đề? Phật bảo: Vân Thù xin lỗi, vô căn vô xứ là Như Lai đắc Bồ Đề. Vân Thù xin lỗi Bạch Đức Phật rằng: Thế nào là căn, thế nào là xứ? Phật bảo: Vân Thù xin lỗi, thân thấy là căn, chẳng chân thật suy nghĩ là xứ. Vân Thù xin lỗi, Như Lai trí tuệ cùng Bồ Đề vân vân đồng với đồng tất cả các pháp vân vân, cho nên không căn không xứ là được Bồ Đề. Vân Thù xin lỗi, Bồ Đề ấy vắng lặng. Thế nào là vắng lặng? Ở trong vắng lặng, ở ngoài vắng lặng, vì sao vậy? Mắt tức là không, chẳng phải ngã, chẳng phải ngã sở, tai mũi lưỡi thân ý không, chẳng phải ngã, chẳng phải ngã sở. Do biết mắt không, ở sắc không hành là gọi vắng lặng. Như thế do biết tai không ở thanh không hành là gọi vắng lặng. Biết mũi cho nên ý không cũng như thế. Vân Thù xin lỗi, Bồ Đề ấy chẳng động chẳng hành, chẳng động ấy không thuộc tất cả các pháp, không hành ấy chẳng ở chẳng xả tất cả các pháp. Vân Thù xin lỗi, Như Lai chẳng động tức là như như thật, như như thật ấy chẳng thấy bờ này, chẳng thấy bờ kia, chẳng thấy bỉ thử, chẳng thấy tất cả pháp, ở đó thấy tất cả các pháp mới xưng là Như Lai. Vân Thù xin lỗi, Bồ Đề ấy không tướng không duyên. Vì sao gọi là không tướng? Vì sao gọi là không duyên? Chẳng được nhãn thức là không tướng, chẳng thấy sắc là không duyên, không được nhĩ thức là không tướng, không nghe tiếng là không duyên, cho nên ý pháp cũng như thế. Vân Thù xin lỗi, Bồ Đề ấy chẳng quá khứ vị lai hiện tại ba đời vân vân, chấm dứt sự lưu chuyển trong ba đời. Vân Thù xin lỗi, làm thế nào để đoạn sự lưu chuyển? Do vì quá khứ làm tâm không khởi vị lai thức, không hành hiện tại ý, chẳng động chẳng trú, không suy nghĩ bất giác không phân biệt vậy. Vân Thù xin lỗi, Bồ Đề ấy không hình tướng vô vi. Vì sao không hình tướng? Do không thể dùng sáu thức biết vậy. Thế nào là vô vi? Không sanh trú diệt, tức là đoạn sự lưu chuyển trong ba đời. Vân Thù xin lỗi, Bồ Đề ấy là bất phá cố. Thế nào không phá? Thế nào là cố? Vô tướng là không phá, như thật là cố, không trú xứ là không phá, pháp giới là cố, chẳng động là không phá, không tánh là cố, không được là phá, không tướng là cố, bất giác là không phá, không làm là cố, không hy vọng là không phá, không tự tánh là cố, chúng sanh không tự tánh là không phá, không hư không là cố, không thể được là không phá, không sanh là cố, không diệt là không phá, vô vi là cố, không hành là không phá, Bồ Đề là cố, vắng lặng là không phá, Niết bàn là cố, chẳng sanh lại là không phá, không sanh là cố. Vân Thù xin lỗi, Bồ Đề ấy không thể dùng thân biết được, chẳng thể dùng tâm biết. Vì sao vậy? Thân là vô tri như cỏ cây vậy, tâm là hư cuốn chạy chân thật vậy. Vân Thù xin lỗi, hoặc nói Bồ Đề thân tâm sở giác là đương vào giả danh chẳng phải nghĩa chân thật. Vì sao vậy? Bồ Đề chẳng thân chẳng tâm không hư không thật vậy. Vân Thù xin lỗi, Bồ Đề ấy chẳng ngôn ngữ có thể nói. Vì sao vậy? Như hư không, không nơi chỗ, không sanh không diệt, không danh tự vậy. Vân Thù xin lỗi, tất cả pháp chân thật không thể nói. Vì sao vậy? Tất cả pháp chẳng chân thật, chẳng ngôn ngữ, không sanh không diệt vậy. Vân Thù xin lỗi, Bồ Đề ấy không thể thủ vô xứ. Vì sao không thể thủ vô xứ? Nhận thức không thể thủ, chẳng được nhận sắc là vô xứ, nhị thức không thể thủ, chẳng được tiếng là vô xứ, mũi cho nên ý pháp cũng như vậy. Bồ Đề ấy không thể biết, vì mắt chẳng thủ nên chẳng được sắc, chẳng được sắc nên thức không trú xứ, chẳng nhận thức nên không được tiếng, không được tiếng nên thức không trú xứ, cho nên ý pháp cũng như thế. Vân Thù xin lỗi, Bồ Đề ấy là nói không, do không tất cả các pháp vậy. Không là chỗ biết Như Lai, không là sở giác Như Lai. Vân Thù xin lỗi, chẳng theo không có, không là sở giác Như Lai. Vì sao vậy? Do vô tướng vậy.
là nửa văn thù sẽ loại. Bồ đề nương trí cũng là không tánh, vì sao vậy? Vì vô tướng vậy. Văn thù sẽ loại, không và bồ đề đều không sở hữu, Như Lai không hai, không số, không danh, không tướng, ly tâm ý thức, không sanh, không diệt, chẳng hành, chẳng xứ, chẳng âm thanh, chẳng lời nói. Văn thù sẽ loại, chỉ dùng danh tự nói, thật không thể nói. Văn thù sẽ loại, Như Lai đều biết tất cả các pháp từ xưa đến nay, không sanh, không khởi, không tận, không diệt, không danh tướng, lìa tâm ý thức, biết như thế nên giải thoát như thế, cũng không trói buộc, cũng không giải thoát. Văn thù sinh lợi bồ đề ấy cùng hư không bằng hư không ấy, không bình đẳng chẳng không bình đẳng, bồ đề ấy cũng không bình đẳng chẳng không bình đẳng. Pháp thứ như thế là Như Lai sở giác. Văn thù sinh lợi như vi tròn cực nhỏ, chẳng bằng chẳng không bằng, tất cả các pháp đều như thế, do chân thật trí mới có thể biết như thế. Văn thù sẽ lợi, thế nào là chân thật trí biết các pháp? Chưa sanh ấy sanh, sanh rồi liền diệt, tất cả các pháp không sanh kia. Không chỗ tôi nhiếp vậy. Văn thù sẽ lợi, bồ đề ấy như thật cú, như thật cú ấy, như bồ đề tướng, chẳng lìa như thật. Sắc thọ tưởng hành thức không lìa như thật, như bồ đề tướng địa giới không lìa như thật, thủy hỏa phong giới không lìa như thật, như bồ đề tướng nhãn giới sắc giới nhãn thức giới chẳng lìa như thật, cho nên ý giới pháp giới ý thức giới cũng chẳng lìa như thật. Đây gọi như thật cú. Văn thù sẽ loại bồ đề ấy do hành nhập vô hành. Văn thù sẽ loại, thế nào là hành, thế nào là vô hành? Hành ấy duyên tất cả thiện pháp, không hành ấy không được tất cả thiện pháp. Hành ấy tâm không trú, không hành ấy chẳng tướng giải thoát. Hành ấy có thể xâm lược, không hành ấy không thể lường. Vì sao không thể lường, không thể biết vậy? Văn thù sẽ lợi, bồ đề ấy vô lậu vô thủ, vô lậu ấy diệt tứ lưu vậy. Thế nào là bốn lưu? Dục lưu, hữu lưu, kiến lưu, vô minh lưu. Còn đứng trước bốn lưu này thì gọi là diệt bốn lưu. Vô thủ ấy diệt bốn thứ, bốn thủ. Bốn thủ thế nào? Dục thủ, kiến thủ, giới thủ, ngã ngữ thủ. Đây gọi là bốn thủ. Tất cả thủ này do vô minh mờ tối, tôi yêu lừa dối, do triển trụy tướng sanh vậy. Văn thù sẽ loại, do trí như thật chặt đứt ngã từ ngữ thủ căn, thủ căn chặt đứt nên thân được thanh tịnh, thân thanh tịnh ấy là không sanh diệt. Văn thù sẽ loại, không sanh diệt ấy chẳng khởi tâm ý thức, chẳng suy nghĩ phân biệt, hoặc có phân biệt tức thành vô minh. Không khởi vô minh này thì không có 12 nhân duyên, không có 12 nhân duyên tức là không sanh, không sanh tức là đạo, đạo là liễu nghĩa, liễu nghĩa là đệ nhất nghĩa, đệ nhất nghĩa là ngã nghĩa. Không ngã nghĩa là không thể nói nghĩa, không thể nói nghĩa là nghĩa 12 nhân duyên. 12 nhân duyên nghĩa là pháp nghĩa, pháp nghĩa là Như Lai nghĩa. Thế nên ta nói nếu thấy 12 nhân duyên tức là thấy pháp tức là thấy Phật, thấy như thế không chịu thấy. Văn thù sẽ lợi, bồ đề thanh tịnh không nhơ không phiền não. Văn thù sẽ lợi, không là thanh tịnh, vô tướng là không nhơ, vô tác là không phiền não. Là nữa, không sanh là thanh tịnh, vô vi là không nhơ, bất diệt là không phiền não. Là nữa, tự tánh là thanh tịnh, thanh tịnh là không nhơ, không nhơ là không phiền não. Là nữa, không phân biệt là thanh tịnh, không phân biệt là không nhơ, diệt phân biệt là không phiền não. Như thật là thanh tịnh, pháp giới là không nhơ, chân thật quán là không phiền não. Hư không là thanh tịnh, hư không là không là không nhơ, hư không là không phiền não. Trong thân trí là thanh tịnh, nội hành là không nhơ, trong ngoài không được.
là không phiền não. Biết uẩn là thanh tịnh, giới tự tánh là không nhơ, chẳng xả các nhập là không phiền não. Ở quá khứ tận trí là thanh tịnh, ở vị lai không sanh trí là không nhơ, ở hiện tại các giới trí là không phiền não. Văn thù sẽ lại, đây gọi là gọi thanh tịnh không nhơ không phiền não. Đây thức là vắng lặng ấy trong ngoài vắng lặng, trong ngoài vắng lặng ấy tức là đại tịch tịnh. Đại tịch tịnh nên gọi mau đi. Văn thù sẽ lại, như hư không là bồ đề, như bồ đề là các pháp, nhưng các pháp là tất cả chúng sanh, tất cả như tất cả chúng sanh là cảnh giới, như cảnh giới là niết bàn. Văn thù sẽ lại, tất cả các pháp cùng niết bàn, vân vân. Vô thượng vô biên, nơi không có đối trị, không có đối trị, đa sơ nay vắng lặng, vốn không phiền não. Văn thù sẽ lại, và Như Lai biết tất cả các pháp rồi, xem xét chúng sanh khởi đại từ bi, khiến chúng sanh vô ý thanh tịnh, không chỗ nhơ, không phiền não. Văn thù sẽ lại, thế nào là các Bồ Tát hạnh, Bồ Tát hạnh? Văn thù sẽ lại, Bồ Tát không suy nghĩ, không vì diệt, không vì sanh, là vì hạnh Bồ Tát hạnh. Lại nữa Văn thù sẽ lại, Bồ Tát quá khứ tâm đã diệt chẳng thành, vị lai tâm chưa đến không hành, hiện tại tâm tuy có cũng không hành. Vì sao vậy? Không chấp trước quá khứ, vị lai, hiện tại vậy. Văn thù sẽ lại, là gọi Bồ Tát hạnh, Bồ Tát hạnh. Văn thù sẽ lại, Bố Thí và Như Lai không có hai tướng, là Bồ Tát sở hành. Như thế trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ và Như Lai không hai, là Bồ Tát sở hành. Văn thù sư lợi, nếu Bồ Tát không hành sắc không là Bồ Tát hạnh, không hành sắc bất không là Bồ Tát hạnh. Vì sao vậy? Vì sắc tự tánh không vậy. Như thế Bồ Tát chẳng hành thọ tưởng, hành thức không, và bất không là Bồ Tát hạnh. Vì sao vậy? Tâm ý thức không thể được vậy. Văn thù sẽ lại, tất cả vô sở hữu pháp nên tu, nên tác chứng, nếu chứng tức là không phiền não sanh, chẳng phiền não diệt. Văn thù sẽ lại, sanh diệt ấy giả danh tự nói, ở trong thật tướng không khởi không diệt. Văn thù sẽ lại, dễ khiến chúng sanh trong tứ sanh sáu đường, hoặc hữu sắc vô sắc, cùng hữu tưởng vô tưởng, hai chân, bốn chân, nhiều chân, không chân, đều được thân người. Được thân người nên phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm rồi, mỗi mỗi Bồ Tát cúng dường hàng ngày xa đẳng chư Phật, cho các Bồ Tát duyên giác thanh văn, những đồ ăn uống, y phục, đồ nằm, thuốc thang, tất cả những thứ ưa thích, trải qua hằng hà sa kiếp cho đến khi nhập niết bàn, xây tháp bảy báu trăm cao trăm gia tuần, bảo cái phúc thượng huyền ma ni bảo châu để làm trang sức đeo các phàn cái, tự tài vương ma ni châu dùng làm đan nhau. Nếu có Bồ Tát dùng tâm thanh tịnh nghe kinh độ những thiết chư Phật cảnh giới trí nghiêm này, nghe rồi vui mừng thọ trì thanh hiểu, cho đến vì người khác nói một câu một bài kệ công đức hơn trước trăm phần ngàn phần dạng phần ức phần, cho đến tấn số thí dụ không thể kịp được. Vì sao vậy? Vì kinh này rộng nói pháp thân vi diệu thanh tịnh vô tướng không thể nghĩ bàn vậy. Văn thù xin lỗi, như hằng hà sa đẳng vô số các Bồ Tát, như hằng hà sa vô số thế giới chư Phật đều do vàng viêm diêm phù tạo ra, cho đến cây gỗ xoa hoa quả đều là vàng diêm phù, và dùng thiên y để trang nghiêm cây cối ở xứ đó, dùng lưỡi nhất thiết quang minh ma ni châu để che trên đó, dùng từ tài vương mani ngọc châu làm cung điện, dùng điện quang mani châu làm thềm bậc cho các cờ báu, ngày ngày lấy những thứ này cúng dường hằng hà sa đẳng vô số chư Phật, như thế trải qua vô số kiếp. Nếu có Bồ Tát chánh niệm kinh này hoặc tuyên thuyết một câu, đem công đức bố thí trước của Bồ Tát so với công đức này trăm phần không bằng một, trăm ngàn dạng ức phần, cho đến tổng số thí dụ cũng không thể kịp.
Như thế các công đức khác so với công đức kinh này không có kịp ấy. Lúc bấy giờ Thế Tôn nói lời kệ này: nếu thọ trì kinh này, kinh pháp thân vi diệu có được công đức lợi không thể do lường được. Giả sử các chúng sanh ta đều sanh làm người và phát tâm bồ đề vì cầu nhất thiết trí, như vậy các bồ tát đều làm đại thí chủ, đem cái thứ đầy đủ cúng dường vô số Phật và cùng các bồ tát duy giác cùng thanh văn cho đến nhập diệt độ đều xây tháp bảy báu, cao đến trăm do tuần có thứ báu trang nghiêm. Nếu người trì cơ này hoặc nói một câu kệ vượt quá công đức này vô lượng vô hữu biên, do chỗ nói kinh này pháp thân vô tướng vậy, vì vậy người có trí nên phải nhớ thọ trì, đọc tụng và biên chép, dùng hoa hương cúng dường. Chỗ được quả công đức không thể được nghĩ bàn. Chẳng lâu đến đạo tràng, hàng mai thành chánh giác. Như thế tu đố lộ chư Phật chỗ khen ngợi, tức là thân diệu pháp, chẳng tướng chẳng ngôn ngữ. Vì vậy người thọ trì công đức không thể lường. Đức Phật nói câu này rồi, giờ tôi sẽ loại dạy tất cả Bồ Tát vô lượng duyên giác và chúng thành văn thiên long dạ xoa cả tất ba tu la ca lâu la khẩn la ma hầu la già nhân phi nhân vân vân. Tất cả đại chúng nghe Phật dạy rồi đều hân hỷ phụng hành kinh độ giới thiết chư Phật cảnh giới trí nghiêm.